tại sao nhỏ máu me không là sao bút kia kìa mày qua mày coi nó sao nó không trả lời biết gì hết người nó không nói gì hết á rồi tôi cũng chạy về bị đồn cái hàng hôm nay tôi dám bỏ đi đó rồi trong đó chân ta keo đó anh chứ chở đi cấp cứu mình tôi làm sao tôi thấy gì chở đi nó trong cái hàng đây rồi mấy mẹ bên đó thấy gì mà thấy cái rồi mẹ nó trong nhà với cậu trong nhà nó chạy ở nhà nó đâu uống cái nhà nó tới mình tóc á chắc hai người nó đợi riêng cho nó thì nó có nói là hai người có lời nó đóng cửa mọi người tụi với mình thì nó phá trả cho con nó cũng được chứ để vậy là nó mang cái nợ nó 6 triệu đồng hết trong cái đầu mình chú ơi thiệt tình á cái máu nó tuôn mà không phải quá ác luôn mà nó cắt gì mà quá con nít nó biết cái gì đó mà nhiều người coi qua nó cái tức nó đánh nó dài bằng tay mà sao nó xuống đây phải không chú bây giờ mày đâu mà làm giả mang quá trời vậy nhiều người coi qua nó quá trời luôn nghe nhạc tôi nói điện nội mà người ta hỏi mình trả lời mà là tới 11 giờ có người này học thì ai cũng cho nó là lớp tâm người nhỏ vậy đó hai anh em hai qua bển ngủ với nó rồi tôi nghe vợ nằm ngủ với gạch đó